Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè, đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén, nhưng mà hôm nay là baby này là thấy có vẻ là già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được bao tháng rồi? Dạ bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Được rồi, bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Trường Giang, năm nay 32 tuổi còn. Còn em? Dạ em thì em tên là Trang, năm nay... Ủa chồng? Năm nay vợ mới 30, 30 à? Thôi 29 đi. 29 tính rất lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ em làm kế toán á. Kế toán? Vâng. Còn Trang? Dạ, em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sim cho em. Về làm ô sim Giang hả? Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ, thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta này là HTV, HTV này HTV. Đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. Bạn Muốn Hẹn Hò. Vâng. Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này, đúng rồi. Đúng không nào? Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Và cái cảm xúc của các bạn như thế nào, gặp nhau là có sấm sét liền không hay là không thôi? Chị đừng nói nghe nó phú phải. Sao Trang? Trang có vẻ như chồng em đẹp trai thế này không thể nào. Là anh bảo anh đẹp trai nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh này em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bạn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. 4 chữ rồi chồng. 4 chữ, 4 chữ chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Thằng Trang sao? Dạ không, giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một người thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi phải đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được còn 1 tháng thôi ạ. Trong cái thời gian mà quen nhau thì là có khó khăn nhiều? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau không thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao. Thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là: cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang vội, cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không phải lý do gì, lý do. Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc các bạn ở dưới. Đã bị cái tiếng tâm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ. Mỗi tuổi nó mỗi một cái... khác nhau, có những góc nhìn khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi chứ không phải thì mẹ vợ em gần đầu đến dục cái sao. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Được 2 tháng không? Được có tháng chị ạ. 1 tháng, với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng. Thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đấy là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Thế em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là... mình nè đánh cược. Đúng rồi, cái đấy gọi là 5 ăn 5 thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ là 8 tháng rồi chị. Trời, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng. Cái đấy là cũng là may mắn quá gì nữa tại rồi, vì rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 gì đấy. Trời ơi. Đâu em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng. Ủa, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy? Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần nhắn tin với cả bạn gái cũ. Vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen.
Nhưng mà anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là tri thức. Gọi chồng ra ngoài quán cà phê nói chuyện, rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề, làm rõ góc cạnh xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Mà nói cái gì? Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia. Đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết. Thà cắt một lần cho đau. Đấy, vợ em bảo thế. Thế bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi ngoài cái chuyện em nuôi ra thì ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông khai em là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu? Dạ. Rồi, cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại, làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là vợ em nhiều khi ghen là hay khóc. Mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng. Nên nhiều khi em cũng không làm chủ được, em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Đấy. Nói sao? Mày tao. Ừ, mày tao sao? Và mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ, suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn. Vâng. Mắt chảy xệ giữa. Đấy. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều? Dạ không, con vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tủi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi gọi là hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc. Thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Còn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con ô xin hoặc là... Con điên. Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong. Chồng nhìn vào nói luôn một câu, con ma điên. Chị thấy là chồng kêu như vậy thôi còn có gì nào. Rồi, vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái đặc xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ? Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một. Thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đấy đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm. Thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đợi em nó khổ thế, nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi. Như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn lái. Em khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít nó kể ra cũng sướng thì là cái cảm giác hai đứa con. Vâng, đấy chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính theo kiểu cái hôm là ông vui á thì ông sẽ tắm đó. Đúng rồi, ông tắm cẩn thận. Còn hôm nào mà ông qua loa, hôm nào ông mà đi về ông bực cái mặt ông xị xuống thế này, xong rồi cầm cái bông tắm, xong rồi cái mặt nó rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này. Kệ như kiểu ủa đấy nghe hỏi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi vắng người em có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Rồi, thì nhưng mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm? Dạ, không ở chắc là chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm. Ôi đáng yêu quá thế. Vâng. Thằng xấu đâu đáng yêu mà. Vâng. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy, tối ngủ em đã buồn ngủ rồi cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Kích thích lên não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng. Đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó cũng không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó, rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Hai bạn này có một gương mặt rất giống nhau chị ha. Mặt phu thê nè. Không, nhưng mà dày. Chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Dạ. Em thấy chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi. Hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên.
dạ. cho thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. Em làm việc chung trường với ông xã em. Hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ, chung trường. Thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới lớp 10 thôi mà dễ sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là trung bình quốc thái, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Bây giờ giống, giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Nói quá. Từ quốc thái mình xuống quốc thuận còn đỡ ngang. Ừ. Quốc thái mà xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó do mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á, thì ban đầu vô thì thấy vào em là trong trong lớp á là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. Nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi. Và em cũng biết á là học trò nó có cái tình cảm với mình, cứ mỗi lần đi đâu á là bắt đầu là phải thầy chở à, chứ cũng không chịu ngồi sau xe. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên là không lẽ thầy đuổi em xuống thôi, nhưng mà mình biết là thầy cũng thích mình, tại thầy cũng để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn. Đến khi mà em... Đúng rồi, trong em chỉ còn động lại Trung Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim văn nghệ. Tôi biết, tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi đến em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 á, là điện thoại là mới bắt đầu là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp lắm. Cứ bấm bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên 5 hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa thì lúc đó vậy? Thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại hồi trước á, cái cô học trò này thích mình nè. Đó, chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này kia. Thì cái đêm trước không thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn. Em mở ra coi, anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Thỏa tình điện thoại nha. Thì lúc đó đó thì em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổng thao quá, xinh xắn quá. Khoảng ngày lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa. Mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi. Nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau rồi tụi em 3 cưới. Năm sau. Dạ. Cưới. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ. Thì tại vì em là giáo viên á thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy, mình làm cái chuyện gì mà không có hay á mà học trò mình nó biết á, mình sẽ nói học trò nó không phải nghe nữa. Cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là dẫn đi ăn trong tháng rồi thôi. Giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt. Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy. Chuẩn rồi. Hay mà. Hay là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thật sự đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ 3 mới được tân hôn á. Chắc là đến tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đến tiền. Thì đi đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà. Đếm thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu, bắt đầu ngồi đếm. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, gần hai tiếng ngồi chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa. Tiền nó mới xong được. Và đếm xong thì tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá đúng không? Mệt quá rồi ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp. Sau đó thì mệt quá. Là mất 2 đêm. Em lên em ngồi nằm chờ sẵn rồi, vô cũng hí hửng lắm. Rồi xong vô tự nhiên vừa quay qua ngủ mất tiêu, khèo 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 thấy gạch tay cả rồi sao ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao nói chuyện cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa, phải là trưa tân hôn. Dạ lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khiều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Nhưng mà trưa cũng vui lắm. Vui hả? Dạ. Là vui tại ông thầy. Anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được một cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ, chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à, không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười, nói em nhìn anh mới cười quá, anh cười. Rồi đùng vô cười nữa là giống bị nhột cái đó.
Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao? Em lấy cái gối á, che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi lúc đó mới xong mới thành công được á. Trời, em phải dẫn cái gối cho em mở cái gối để em cười nữa. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là mà thấy hùng hùng nè. Trời ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó mà. Thầy dạy hết luôn. Dạ, ảnh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em làm vậy không ăn, phải cách dạ, ở cách rồi. Làm dạ. Cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em, mệt không? Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm, giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ đó, thầy chỉ hết đó. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa cô gái Hà Lan, cái ủa anh sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Dạ. Còn ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á. Người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh cò kìa. Trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu, cò con vịt của người ta mà cò. Là đi qua thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu, trâu bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà, rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được, giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà. Ôi nói trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành, dạ, thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi máy bay lên trời nó có bắp kèn không? Hỏi đó. Thiệt. Thôi, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều, hỏi nhiều câu. Hỏi nhiều nữa. Cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm. Cứ nói ra sao nghe vậy à? Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biếng mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đái lên chân nó biết đường, tới tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Lại cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nó y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biếng tập thể dục rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đái lên chân rồi vậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ở dưới. Ồ vậy đang ở sao. Em tưởng là thật em mới kể cho những nha thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Rồi ngủ là có phải ru không? Dạ. Là phải ầu ơ với dầu là mới ngủ được. Mà ngủ là phải có em kế bên. Còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ. Dạ phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Rồi đi mấy lần không đi công tác chứ thức đi công tác xa là thức dạ, sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc chịu cũng được. Trời ơi chết rồi. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì đó. Dạ, nuôi mẹ nuôi một đứa con là nè. Anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. Còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á thì chiều luôn 100% đi, chứ đến khi mà chiều không được giữa chừng bắt đầu la lên, thầy nói em có biết hiểu không? Hỏi vậy lúc con lên cơn đó là kêu thầy chứ. Dạ, thầy nói em có hiểu không? Dạ. Cũng nhiều khi em ở trên trường á, rồi em dạy học trò nó nghe bực quá, rồi về nhà nói vợ ông nghe bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á thì chị nghĩ rằng á chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Đó cho nên rằng chỉ là em xem xét xem là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi đó, em coi có điều tiết được hay không, bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh, em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa con. Dạ. Hồng Vân là anh Quốc Thận, xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Dạ. Trung đang làm cái gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Dạ. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ, gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy dạ. Hả? À. Có phường 11 của cô không? Dạ, con ở phường 4. Có qua sân khấu, có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có, tại hội nghị này kia là qua bệnh không? Rồi. Thôi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Con tên là Nguyễn Thị Kim Đính.
Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con đang làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó, là cái trường Home Kids. Bây giờ nghỉ rồi con. Nghỉ rồi. Dạ. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Dạ. Ừ. Ê, rồi. À, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Thời điểm đó là đang là mùa hè xanh, dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Gái. Em gái, quen em quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nói chung cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Con thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Mà nhỏ quá hả? Đã, nhỏ con nhỏ quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Thời điểm đó có ốm mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ mới có 20 tuổi nha. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn nam tử ta thiếu nhi, ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Em lúc đó em có 42 kg ạ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg. Mà ông chồng xíu. Ông chồng lúc đó mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. À vậy đó hả? Rồi. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường. Chưa, cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Đó. Dạ. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Lại đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Ừ. Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. 2 tuần lễ luôn. Ờ 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sang sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa hè xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa hè xanh mình thấy cũng thích rồi thôi chạy dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì chương trình gì. Rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu. Thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy thằng nhỏ. Xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên. Anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao. Thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như lần là người đó nó trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Đó. Sao lạ lùng vậy? Nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? Thời điểm nó tóc dài. Mà Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đó. Đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Em ơi, kiểu kỳ lắm. Ừ, còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Thì có xuyên.
cái dòng á, chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người, nó lần nóng lên là lý do đó. Thiệt sao em không cảm nhận được đó, là em không có tóc lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến xa, đi chơi riêng, rồi đi gia đình xe, đi coi phim đồ này kia, rồi có ra mắt gia đình không, mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi ta ra chú là bạn động đoàn, sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không có không, nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa, rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi, em cũng đi luôn, thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên ở nhà của em. Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá, ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính đó, thấy không? Thiên thời địa lợi. Đó, đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn thôi đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á, nó nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngồi lần đầu tiên nữa bởi vậy. Rồi sao nó tê tê đúng không? Dạ, đúng. Rồi lúc đó hung là hung ngồi không hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng đâu đứng là bị khòm xuống. Chết, đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà được quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mà mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba rồi mẹ. Sao? Rồi thì lúc đó con biết điều đó không? Tưởng đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học. Thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Và em nói sao? Con cũng làm liều luôn, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi, con bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đứa là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi đâu? Em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Ảnh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy, mà con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên cảm thấy ảnh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ, nói con vậy dạ, cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa, thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con. Con đi, không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ, và đã vậy bên gia đình bên bạn này lại không thích em nữa, thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ tại thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định, tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia, cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm.
Bản thân thì cũng cố gắng nên mẹ em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng năm, là lúc đó thời điểm tháng năm thì đi tới tháng năm tại gần Tết nữa thì em ăn Tết, rồi sau đó qua tới tháng năm thì tháng năm hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký kết hôn luôn tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao về mẹ của em biết không? Dạ biết, tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi, chứ nếu mà giờ không nói lòng được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ, dạ có. Rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho là đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa. À, cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị dạ dày. Rồi sao? Dạ nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước, rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 á, là đang ở nhà nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi tự nhiên nghe tiếng tắc ấy, là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, đi. Là bị gì? Phải thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tắc luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe đó, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn đau nó rất là. Anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi ủa có chuyện gì vậy Đính, thì nó hình như anh bị bể ơi. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa, đang dạ. Điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị, đang điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì mà chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi đau tử đó. Chưa kịp đó. Chưa kịp là nó bỏ nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không, trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, lúc đó luôn á. Con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ở bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe rồi. Cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi vô là biết hết luôn. Là biết hết. Ở lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà sợ. Giấy 50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe nó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Sau, qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc
chưa, cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm mới trời ơi, thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi, không bà nội. Ở với bà nội. Ở xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Trời ơi. Rồi dạ. lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ, bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc vợ vô là có cảm nhận được không? Có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn rồi, cho xong cái bao tử là coi như là renew lại hết giá rồi đó. Giá là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại đó. Đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu ăn hết được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Dạ, khoảng 3 năm. 3 năm trời? Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều, mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Dạ. Thấy vợ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ, hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ông đi dính. Dính cái biến cố, đúng không? Dạ. Rồi ông dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Nó, trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ông bình phục lại đó là ông vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa nhì. Trời ơi, cái hoạch của hai chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia đâu, nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu, là hai con tù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái hả? Dạ hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chưa hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần, tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói, thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ, lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Rồi sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi ơi. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian cũng 3 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao xui dữ vậy không biết nữa. À, bởi vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúng vô để mà hỗ trợ. Đúng cho bây giờ cho, bỏ tụi nó cho nó chết luôn hay sao vậy? Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bỉ cực rồi đó. Dạ, đúng tới rồi. Hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bỉ cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đã ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà
con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhà bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá, tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ dạy trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị. Đáng lý là thì cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia đó. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lồi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu gì không? Nói chung là vợ mình cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu đó. Không phải là tay yếu này, còn này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? À. Bừa bộn. À. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn vậy, mỗi lần dọn vậy có cầm làm bả không? Không. Ít. Có vừa làm vừa nói không? Cũng ít rồi. À, không đáng kể làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa, thì sắp mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? À, chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm con. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa thôi, bỏ luôn. Con gặp vợ chồng về, ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng, ừ đó vậy đó. Bà có vậy không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là quên luôn á. Nhiều dồi lắm. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Mất tập trung á. Ai con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi, kệ làm cho ảnh. Rồi chứ. Con quên cái con đang làm, đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính rồi, trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi. Thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thật thà thiệt. Cô mà đến khóc lắm, cô nói con ơi, cho cái tiền tiền quá kẹt luôn, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Hiền quá rồi đúng không? Hiền. Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Em bởi vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á, thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Ừ. Nó sẽ được hưởng cái dạ. Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều. Tối ngày đem ly trà sữa về luôn. Năm nay 11 rồi. À đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là dạ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi, nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Chắc đó là quá nặng luôn. Cái đó là quá luôn. Đó là hết thuốc rồi. Đó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á, là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng, nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh, em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước à, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi mà chồng nó chưa hề có ly nước, em lấy rồi vậy đó. Mà có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng con sợ hay quên gì á, nhiều lúc con cảm báo thức biết à, tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức
đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cả báo thức cũng hay bực mình lắm cô, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, cái dòng mà đang nổi mà đang thức báo lần, 5 phút là thảo thủ quả quá trời chuyện cần nhớ, nên đó là cứ 5 phút lên báo không chép luôn á thiệt. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài á. Thì con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á, dạ, chế độ rung cái 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc con quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con đi nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó cô, cũng có đợt nó đi Đà Lạt. Cũng bị mất cái điện thoại đó con. Mà báo quên đúng không? Dạ. Không, nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ô, điện thoại em bỏ trong túi đâu, kiếm cuối cùng có, quay lại gần 1 tiếng rưỡi. Vị trí đó đi 1 tiếng rưỡi mà không nó chạy 1 tiếng rưỡi không chạy hoành lại đó. Là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát họ mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi? Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi. Có là ai không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh xìu với vậy. Cho nên anh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Thế là con anh cũng la biết. Là nhiều cho con, dạ, con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho anh bực bội anh la lên thôi. Mỗi không? Lần cái chuyện đó coi như con lỡ tay, dạ, em lỡ tay rồi anh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán đó. Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán. Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như đó. Có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi. Thành ra là bây giờ theo cô á, là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng, càng lính quýnh lên mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cậu đang làm một cái việc gì đó, cô đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán. Thì những cái vật mà cô cầm trên tay, nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ. Không phải chị, có chị. Với tình trạng của bạn này, thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh á, khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh, không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng hạn, như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn. Đúng rồi vậy. Cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải trong thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, không cho cầm dao. Không phải, thí dụ vậy thí là bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà không. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không sợ cái kim, cái kim bên đang giá đồ sao vô tay, ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong tiếc. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn. Đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc. Đúng rồi em. Và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt. Tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua chuyện này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á. Nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Với lại là qua những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn đó, nó đã đến rồi đó chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng nữa, sợ chứ đó. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà
con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. Nha. Nhớ nha. 1m8 rồi đúng không? Dạ, rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách. Có mái nhà rồi. Tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó gì nè. Đó rồi nghe là bà đứng kế bên. Ha, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi. Xin chào.